Xin chào tất cả các bạn đã quay lại trở lại với kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ khui một cái bưu phẩm slam từ chị Ngọc Tiền nha. Chị đang ở Rạch Giá. Thì mấy bạn nào ở Rạch Giá Kiên Giang á, thì chị bạn mà có muốn tìm địa chỉ của chị này hay là muốn tìm Facebook á, thì mình sẽ để chị Facebook chị ấy dưới phần mô tả rồi các bạn hãy xuống đó mà xem nha. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào những thứ mà chị ấy đã cho mình. Đầu tiên thì mình đã thấy một cái túi này rất là đáng yêu các bạn ạ. Xin cảm ơn. Dán ở ngoài rất là đẹp luôn ấy. Nó dán ở ngoài này. À, cái này là cái khác slam. Dễ thương quá các bạn ơi. À, chị ấy còn cho mình là bọc borax nữa. Borax này là borax dạng cục ấy. Và 5 cục kẹo. Tiếp theo là những hũ slam. Size này thì một hũ như vậy thì 80.000, còn hũ mà gì thì 90 nè các bạn. Đây là dạng cloud cream kết hợp ấy, dạng như kiểu giống unicorn. Nhưng mà chị này làm thì mình thấy dễ thương hơn. À, đây là dạng cloud ở trên. Mình sẽ test hũ này trước nha. Ok, bây giờ sẽ test hũ này nha. Ở đây người ta có một cái charm nên mình sẽ rửa cái charm này ra nha. Ở cái charm này để lấy cái charm của chị ấy chú đáo lắm các bạn, là sợ mà để cái charm vô trong cái slime ấy thì sẽ bị chìm, nên là chị ấy mới dán ở ngoài vậy nè. Giống như là cái hộp này thì chị ấy cũng để charm ở ngoài cho mình vậy đó. Rất là dễ chịu luôn, như vậy thì nó sẽ tiện hơn ấy. Mình ăn gì mà xui cực kỳ luôn ấy, gỡ cái charm đứt hết một bên kẹo của nó rồi. Nhưng mà không sao, bây giờ mình sẽ test cái hũ này nha. Ở trên này bao nhiêu từ từ thôi. Này cũng 3 lớp. Sao bên chị này dễ thương các bạn ơi, chị ấy bán đồ này đó, chị rất là thân thiện luôn. Ôi, có một cái mùi ôi trời, mùi gì vậy trời? Rồi tôi nói không nên lời luôn rồi. Trời ơi thơm quá. Mình thật sự là rất là muốn ăn luôn ấy các bạn ơi. Cái mùi như là một cái mùi bánh bánh dâu mà nó lai lai cái mùi trái cây trộn. Nó lại lai lai cái mùi bánh sinh nhật. Là thế nào trời? Đúng là phân vân quá đây. Cưng quá các bạn ơi. Nhưng mà cái charm hết chỉ cưng rồi. Bây giờ mình đã dẹp vô hũ rồi, bây giờ mình sẽ tới cái slam thứ hai nha các bạn. Tiếp theo mình đã cho em này lóc rau rồi. Đây là một em dạng butter slam. Thì đây là cái bọc charm. Mình sẽ rỡ cái bọc charm ra. Ôi trời ơi, cưng quá các bạn ơi. Không thể tưởng tượng được chị ấy kỹ như vậy luôn ấy. Mà nói chuyện thì rất là đáng yêu luôn, kêu mình là bé yêu hoài à. Mà chị ấy dường như không có nổi lắm á, nên là người bạn chưa biết. Những cái charm nè. Tiếp theo là cái slam. Oh my god, đẹp quá. Đây là những cái mà còn dính trên cái nắp của nó, mình sẽ lấy ra. Các bạn có nghe cái tiếng không? Ở dưới rất là đẹp nha. Cái này là ít butter, ít đất sét quá nên là không có được dạng butter lắm. Ôi, các bạn nhìn nè. Ôi các bạn ơi, slime mình đã trang trí lại mà. Ôi, nó đẹp dữ lắm luôn ấy. Chà, mình không nỡ đụng luôn ấy. Nhưng mà vì hy sinh cho các bạn nên mình sẽ chơi nó nha. Nó thật sự là rất là đáng yêu luôn mà mình không dám đụng vào luôn ấy. Mấy cái drum này là của chị ấy còn cớm và của mình thêm vào. Nhưng mà không ngờ nó đẹp tới mức độ này luôn ấy các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ chơi. Các bạn mà mua slime của chị ấy là các bạn sẽ không hối hận đâu. Một hũ như thế này chỉ có 80k thôi. Mà charm thì bao bát ngát nha các bạn. Mình không nói dốc đâu à. Các bạn cứ thử mua của chị ấy đi. Chỉ có 80 thôi, 80.000 thôi. Những shop khác các bạn ít khi nào mà mua 80.000 mà hũ một làm mà có nhiều charm như vậy đâu. Còn lại cái mùi thơm mà hiếm quá. Không có biết là cái mùi này nó ở đâu luôn ý. Ok, thì sau khi mà mình chọn lại thì nó ra một cái màu như này.
nhưng không sao, nó vẫn đẹp. Chỉ cần những cái charm của nó, mình lấy một cái charm nào đó lên nha. Ok, ví dụ như em này, em này là em tuột. Có những cái charm như là nó cực kỳ dễ thương. Đây này các bạn, mình đang ngồi mình moi móc charm nè. Và ok, không ở cái slime gì nữa, chúng ta sẽ đi đến cái slime cuối cùng nha. Ok các bạn, và đây là hũ thứ hai và cũng là hũ mình mong chờ nhất từ nãy đến giờ. Em này là một em dạng cloud nha các bạn. Ở đây có một cái charm kẹo nè, một cái charm cầu vòng và những cái cốm nè, trái tim và những cái hạt kim tuyến trái tim rất là xinh luôn. Mình thực sự rất là yêu cái bé này luôn ấy. Ok, yêu thì yêu nhưng mình cũng sẽ phá nó thôi. Nhưng mà mình cái charm này nó dính vô slime lắm nên là mình sẽ không trộn nha. Mình sẽ để nó ra ở ngoài riêng như này. Vì mấy cái charm này rất là đáng yêu, không dám trộn. Ok, mình sẽ chơi slime thử nha. Dạng cái slime này cũng rất là ok các bạn ạ. Chất rất là đã luôn, mùi cực kỳ thơm. Trời ơi, cái mùi dâu này nữa nè. Cái này mà các bạn chơi mà các bạn không muốn ăn mới lạ. Mình chưa bao giờ chơi slime của ai mà mình muốn ăn như của chị Tiền hết đấy. Quá đã. Vì quá yêu thương nên mình sẽ cuộn nó lại. Và mình sẽ lấy cống của mình và rắc vô cái slime này cho em ấy thêm cute và đáng yêu nha các bạn. Thì sẽ test thử, nhưng mà cái slime này tuy hơi rơi tuyết nhưng nó cực kỳ soft và mịn và tơi luôn ấy. Em cực kỳ, mình cực kỳ thích cái slime này. Cống thêm nè cho nó đẹp. Slime này chị trang trí rất là đẹp luôn. Nhìn mà mê, mùi thì ôi khỏi nói. Nên những cái charm trang trí vào cho nó đáng yêu.